Sau cùng một căn IT School Online. Ok, video này chúng ta sẽ bị Class Object. Chúng Class Object này chúng ta sẽ bị trẻ thả bằng hành vì cả bậc cao nâng cao bà Brass mùi dùm luôn chỉ là mặt mùi thang cực. Class Object nâng cao trên POP Object Oriented Programming rồi có khi sắc xa ở lập ẩn tức hay là OOAD. Ok, tại tôi nâng cao bậc cao pattern bậc cao ấy nâng á. Tại khi mà các bạn tuân dụ từ đó tập lại cả sử dụng một rộng bản năng tế khi mà các bạn tại mùa tháng cơ rơi nâng cao và các class nâng cao và các class tại phần nọ. Ok, chẳng nâng cao và các class trong bộ hồi này là các class object á. Chẳng các bạn tập 4 cứ trâu tầm biến modifier, nên là modifier tổng mốc keyword, keyword class. Ok, keyword class, tổng mốc cứ class name và nhớ cứ tương trâu tầm miền kịp vì chẳng hạn này. Ok, chẳng đạo bản năng máu không nâng dương miền ở đối chìa member, dương miền member là bỏ class hay không nâng member nâng miền này kì miền field. Ok, miền field hay miền method nâng miền miền tốt vì những thông khác nâng miền chỉ trả lời tiết. Ok, miền tỏ tiết nhưng mà điều rõ bỏ tế chẳng modify, modify xong nào từ lưu public public and rồi có private rồi có protected rồi có chỉ trả lời tiết. Ok, nhưng điều rõ bỏ nó. Ok, miền bỏ mát nhưng cua thầy nấu bị tục tức nóng bỏ cả bỏ lõ ngại nhận chánh á nè. Ok, chẳng những bộ modifier nó vì mình phẩm mãn mình public, private, protected. Chẳng bộ keyword, keyword nó cứ keyword class. Chẳng bộ class nó đã chung name, name bao giờ. Member, member vì bạn trai chỉ trả lời tiết. Chẳng những lực dụng tại field hay những người tốt hay những property ấy tiết đó nè. Ok, nó chỉ xin tạo được cả bậc cả class. Hơi cả bậc class ở mình ấy vừa bà thế cần vô tại một class name, class name bao giờ nữa small obj rồi đã nick chỉ số một nhưng mà các bạn chọn object nữa anh ấy chia object name nhớ small new new này class class name. Ok nè xin tạm bật nắng rồi mau dừng vô class dừng prao bàn hời dừng nghe này class dừng không làm. Ok chẳng những chỗ thuộc căn ở visual dưỡng để dùng màn bậc cả bậc trẻ trái tổ máu dùng miếng folder mũi để dùng màn bậc cả nâu mê riêng tìm mũi cứ classes mouse down là ví dụ bị add tổ máu dùng bị class ô thôi nhưng bậc cả class person mũi nhưng như chỉ muốn á class name inter máu viên là generate bị class máu bị mục ở dưỡng cái keyword hay modify với cùng thả miền cứ modify với miền cứ modify với public. Tại vì bạn đã nhận ra là public đó là class name keyword hay nâng modify không nâng cứ chứa member chứng hợp với nó chứa member class để kể xuống là member class chứng member class viên là chứa field method. Ok chứng nhân bậc cao thà nhân bậc cao string mới string cùng bậc cao string này bậc cao integer i small dot đây nhưng bậc cao integer case mà rồi. Ok chẳng nhưng bậc cao này tàu nó chỉ feel. Ok nhưng chúng có thế nó chỉ feel hay nó có chỉ feel đấy tôi mất nhưng bậc cao public public integer sum. Ok chẳng nhưng return tàu return chia i book cho mùi nâng khế chẳng a cái lãnh tầng o này nó mới hai cái hào thá mê tốt. Ok, vì chỉ mê tốt chẳng dư bà cao khá ba này chụp chế, bà cao chụp chế chẳng tâu bà cao bà khá vậy. Ok, cho tôi can form để dưỡng, form man dưỡng nè dừng rằng form 1 này khả năng này. Ok, dừng rằng form 1 design như nào thế chúng cho form 1 mà, dừng run form 1. Ok, cái lệnh kết này
dương chụp ra là này tiệt chẳng dương mà ra class of object nhớ class dương chụp mùi kế chụp mùa class chẳng hạn miên này ở sai kế dương ở bán include using the namespace này class này chẳng dương ra class season mà này class ý dot class name màu tại bởi dương mình chẳng ra một chân tì dương chẳng ra tì chẳng dương trâu tế using using tí mới cứ bị chỉnh bởi dưới bị chỉnh ném mới kế Windows application 1.classy miền đó nè bật mình thật lần mà tổ mốc dưới prao cả bà này chẳng như prao CLS như class person chẳng class person names mà new này object nè nhưng mà cả đó object bà này và tổ mốc dòng mạch tổ mốc dòng mạch và tổ mốc cứ nhóm assign thì tại này nâng cái value from CLS tôi nè dot chẳng biết dot thẻ máu sàn mà chẳng enter sàn máu bật trên máu bật bình chẳng sàn đấy vì chỉ thế nhận đã dot to string mà vì đại sản là chẳng biết nâng hình vô tư chỉ string chúng ta viết mà nâng mà rồi đọc thì dừng bàn và cả nâng khắc của chân này ở này mà rồi đọc chẳng viên return mà rồi đọc ra ai tạch bọc và dừng ok chẳng viên từ tu bàn mà rồi đọc trên viết là và dừng hai nế mà rồi đọc nế chẳng từ cầm nâng nha từ tu dụng bàn phía rồi xâm lập tất cả và cả class object nhạc bàn ok nhóm miền nick chỉ style mới xem nào để học này ai bắt cắt class này object vô chia phần màn vị thi biểu chia call data trên vị data thẹp bỏ actual server vô chia connection string vô chia phần mềm mới data oid op giống đó nè hay miền class inner detail không như từ bên trong miền abstract class miền ấy tại chụp book nhóm vô việc mà apply cho mỗi nâng đối chìa thôi phần màn thị đề này thả xâm khăn chứ phần màn thị đề ruông chẳng hình thôi chìa khá học chế dạy cái mối tiết khi nhóm prao viết không cùng nó thường mất map field cho mỗi nâng actual server ở đôi chìa mỗi nâng data mạch ở đôi chìa mỗi nâng khá học chế của dưới nâng mấy thôi cả khu data chìa parameter nâng bật cách chìa parameter object chìa class collection ok nhưng mình ưu thư hỏi mớ nhưng ưu thư hỏi nhưng bật cả class student mùi student chẳng hôm cả class student mùi chẳng hôm student nhưng bật cả chia method chia filete nhưng bật cả với chia property mà chẳng public string yeah, public string cứ id node ID node mean get and set. Get and set nó mean hai chi property. Ở đây mean get and set chi property. Chẳng public string name get and set. Ok. Public string gender get and set. Ok nè. Nâng cố một nội nhóm bắt class đầm bấy map cho môi nhóm field cho môi nhóm actual bởi actual mình một bàn field hay thay và mát nhưng bắt cả được nghĩa đầm bấy dựng bàn class student này về phục object tớ có xuống về thơ get data show một căn data table view có mình thịt mình xuống này vô dựng bàn map field cho môi nhóm bàn nhìn sọt bàn nhìn sọt tất cả class đẹp năng ai đầm bấy thơ cá cho môi nhóm bàn ok chẳng vì admin ấy tiết qua dương vô khả lạc đi bây giờ dương trong sales student trong assign student thì mới dương đặt dương còn là ở thoa thật mình bật cả ồ ní vì chỗ đó là class với nhảy class list cho làm list mê mê riêng thì buồn ồ thoa nhưng mà con bật cả class student ok student nhưng bật cả obj object student mà nhiều chúng em chấp đoan mà sang như kia sang obj id node thứ nhất mình subtract pass về máu pass số số mười có máu obj id kì
dot nam dot a mình chỉ tra tiền chẳng mình chỉ cần vào cái class đầm bay thôi chia object đầm bay phục cho căn xu xu all rồi gọi thôi vào căn sau cho mỗi năng data clip view vì mình phép nghe sườn nhá mình phép nghe sườn bỏ sân chỉ thôi style này cứ cái thôi chiaประมาณ vị trí room tại những cái thà không form 1 có trâu cả function 1 năng không form 2 có trâu cả function 1 năng đáy chẳng dừng thuê lại cái này chỉ class object đó đồng bây chân đánh dừng ra bàn room ok chung phút class student nhưng bà cao viết chỉ property sort 1 ở mình mê tốt ở mình phía cho room thế nhưng bà cao viết chỉ property không có bộ nón vô viên mà bà cao chỉ object hỏi tôi sâu cho mỗi năng ta clip view rồi có phút viết tôi cắn actual nếu mình thích nghĩ sử dụng trọng năng lại phần năng anh chẳng nhận ổn nếp và chia bàn khơi như video như chẳng lại kêu cả class portion class student class ấy chứ chẳng thiết đầm bây thứ ca save your object như thế đó đầm bây sâu được căn chúng ta kêu ví dụ ok ok chung phố video nâng nhóm ổn miền ấy và hàng thiết tế hay những cực hạ ca ví dụ là bọc nhóm viên đầu miền cùng rất chúng có xong cả chia sẻ tục chỉ một lái trong cuộc gặp của Joel mình bạn có bao bài của video khá object mình ai biết mà máu đam mê tí ấy chọc tí còn là chiếc demo trụ tu nó cả prapra tập anh đang ai chẳng nghe học nên nâng vô chút bắt nó can viện advanced cho mỗi cái nhóm để dương thua với chơi room cho mỗi cái nhóm đem đồ chẳng nít đầm bay chiên tất đo cả thua với chơi mối đội dựa score chỉ một thằng crush bạc lo tế chẳng nhẽ nhé tàu tén xuôi chúng nó bà con anh bà cái class thứ ấy chẳng nhưng có bạn nó respond dù chất hàng chẳng nhưng tàu ta mình vẽ mũi cứ chỉ vẽ một thằng crush phần dồi vì ai kê tàu chỉ class tập phần năng tế rồi các bạn nhé tạm đàn nó video bắt đầu hay có xong như vậy bỏ cao anh thích nên là toàn subscribe xong chú ý subscribe hỏi admin mình không nằm bây và đó chứ cầm nắng chắc tầm bây thôi video của bạn chẳng chẳng nhìn tiếp ok.